Chào mừng quý vị đến với chương trình Nốt Nhạc Tình Yêu. Vị khách của chương trình hôm nay xin giới thiệu đến quý vị nữ ca sĩ Thái Hằng. Xin chào Thái Hằng. Thái Hằng xin kính chào quý khán giả của đài SPTN và kính chào anh Bá Hiệp. Đến với chương trình ngày hôm nay thì Thái Hằng có thể cho quý vị khán giả được biết là Thái Hằng đi hát từ khi nào? Nói về đi hát thì Thái Hằng đi hát từ lúc 16 tuổi. Thì hát ở những chương trình văn nghệ ở trường, rồi năm 18 tuổi thì mới bắt đầu bước lên sân khấu như những nhà hàng và những vũ trường. Thái Hằng có thể chia sẻ với quý vị khán giả của đài được biết là cái dòng nhạc nào mà Thái Hằng đam mê? Dòng nhạc mà Thái Hằng đam mê là dòng nhạc tiền chiến, dòng nhạc trữ tình, tình ca, như là những nhạc phẩm của những nhạc sĩ nổi tiếng như là Trịnh Công Sơn, Lê Uyên Phương, hoặc là những nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính, vân vân. Kính thưa quý vị, đến với chương trình hôm nay thì chắc rằng mọi người đều muốn là Thái Hằng hát để gửi đến quý vị. Thì hôm nay chương trình hôm nay thì Thái Hằng có muốn gửi đến quý vị những bài hát nào không ạ? Đến với chương trình hôm nay thì Thái Hằng có chuẩn bị hai bài hát. Bài hát thứ nhất là bài hát được mang tên Dạ khúc cho tình nhân của nhạc sĩ Lê Uyên Phương. Và nhạc phẩm thứ hai là nhạc phẩm 20 năm tình cũ của nhạc sĩ Trần Quảng Nam. Sau đây xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Dạ khúc cho tình nhân của nhạc sĩ Lê Uyên Phương qua sự trình bày của nữ ca sĩ Thái Hằng.
Tiếp tục bài hát kế tiếp thì Thái Hằng có thể chia sẻ đến quý vị là bài hát tên gì? Bài hát kế tiếp là bài hát được mang tên 20 năm tình cũ của nhạc sĩ Trần Quảng Nam. Sau đây xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc 20 năm tình cũ qua sự trình bày của nữ ca sĩ Thái Hằng. Trời bao
Cảm ơn Thái Hằng đã dành thời gian đến đây tham gia chương trình Nốt Nhạc Tình Yêu. Cảm ơn Bá Hiệp và cảm ơn đài SBTN đã cho Thái Hằng cơ hội được ngồi trên sân khấu này để diễn tả những cảm xúc của mình qua dòng nhạc tình ca. Xin cảm ơn quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, chương trình Nốt Nhạc Tình Yêu xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.